Chào mừng các bạn đến với chương trình Radio Radio. Xin mời chương trình ngày hôm nay Thu Bé. Ok ra đi em, muốn ra hay là lên băng ca? Sẽ ghi đánh về tô bánh cây dừa. Anh ơi, cho xin bắt. Sẽ ghi đánh về tô bánh cây dừa. Ngày nào ta cũng nhậu như là giao thừa. Xã giao trên sân khấu đem lời ca tranh đấu. Biến tấu với đám bạn coi là ai thừa. Và đó là cách luyện vocal. Miệt mài những năm tháng sô bồ, let's go. Sáng sớm với đống giày nằm trên tay, đánh bóng nó sáng loại cho thằng cha tay. Mầm bóng xì gà thì bà đã khói thuốc giải giá 2000 được thì ok. Mới ra mở hàng đang cầm tăng xong, vì cái máy vàng không là ông xong. Tiểu thành đại khuyến mãi không ngần ngại để lén cánh tiếng nói trong cộng đồng. Ủa mà trong khoảng thời gian đó em đánh giày rồi em cầm micro hát như thế nào hả bên? Không lẽ một bên cầm giày một bên cầm mic hả? Đôi chân to lén đi show, có cái lô VIP ta vô, vocal mực mà trên phố. Thế là thời tôi đã tới, tôi đổi đời, quần áo không còn đi cướp, giờ là Rolex Blazer Shoes. Nước hoa trên người thơm phức, tóc tai chải chải sừng keo vút vút. Gái nó bù hơn đám người đưa đám, một phần giọng hát phần còn lại chiêu khác. Đợi thật nhiều để nói nhưng mà thôi, kể là dài đến tối nên là tôi chú trọng vào phần thi ca. Cuộc đời xa hoa, một người nghèo thường khi hóa giấc mơ. Từng ngày tăng ca cực 1, 2, 3, đập vào lời là một đống ý thơ. Đồng tiền trao tay ngay nóng hổi, quyền lực mùa giấy thì sao ta chống nổi. Đánh đổi thời gian khác con đường đi xì, và tay cầm ma chết mà mày rồng lên thi. Từng là dân đen giờ ta đang đổi màu, đâu ai chịu khổ khi ta đang lỡ giàu. Nuôi cái phấn đấu được nhảy ra khỏi lầu, đem ước mơ to lắm cái khổ mai sau. Nào hô theo, cùng hô theo. Từng là dân đen giờ ta đang đổi màu, đâu ai chịu khổ khi ta đang lỡ giàu. Sao không hát nữa đi ông nội? Tiếp. Tích cực mới vui, chăm chỉ tới lui, bỏ một chút thời gian để được giàu cùng với tôi. Trong tương lai rất bây giờ quá, đó là một phần do tôi tích cực chuyên bá. Mua cho em yêu hộp sạc 2 cara, đưa ra thành ta vào nhà căn villa. Ta đưa lời ca, ta ráp ra thế gian, từ căn phòng thu xa xác nằm trong nhà. Từng là dân đen giờ ta đang đổi màu, đâu ai chịu khổ khi ta đang lỡ giàu. Đôi cá phấn đấu được nhảy ra khỏi lầu, đem ước mơ to lắm cái của mai sau. Nào hô theo, cùng hô theo. Từng là dân đen giờ ta đang đổi màu, đâu ai chịu khổ khi ta đang lỡ giàu. Đôi cá phấn đấu được nhảy ra khỏi lầu, đem ước mơ to lắm cái của mai sau. Nào hô theo, hô theo. Từng là dân đen giờ ta đang đổi màu, đâu ai chịu khổ khi ta đang lỡ giàu. Đâu ai chịu khổ khi ta đang lỡ giàu. Đâu ai chịu khổ khi ta đang lỡ giàu. Hồi nãy là hotel hay là hotel vậy em?